Cô ơi, kẹo này chính xác gọi là kẹo gì hả cô? Kẹo nha. Kẹo nha làm từ gì hả cô? Mầm lúa nếp. Mầm lúa nếp ạ? Mầm lúa nếp với cả đường hả cô? Không, cái này có đường không làm được. Chỉ có mầm lúa không thôi. Mầm lúa với cả tự nó lên men cho nó ngọt hả cô? Lấu đi lấu lại khô nó vào như thuốc thì nó sẽ ngọt. Cô ơi, bao tiền một cái con đấy. 6.000. Vâng. Cháu hai cái. Một cái thử chứ. Một cái là một cái bao nhiêu? 6.000 là 12.000. Từ đây để cháu cho cách thử trước đã. Cô kéo nhiều ra thì nó trắng nhỉ cô? Đúng rồi, kéo nhiều nó trắng. Ăn cái này mà đau đầu chóng mặt hết luôn.